À, xin chào các bạn. Thì cái clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái thiết bị, đó là súng bắn keo. À, súng bắn keo thì nó giống như là súng bắn silicon thôi, thì nó để kết dính các vật liệu lại, ví dụ nhựa hoặc là giày dép và đồ gỗ. Thì sau đây mình xin giới thiệu các sử dụng và cái hình dáng nó như thế này. Đây là cái súng bắn keo. Thì nếu mà các bạn muốn mua ấy, thì muốn mua lại, mình khuyên là mua mua lại tốt. Thì đây có hai loại, loại này loại bắn súng bắn keo, loại súng bắn keo bắn lớn này. Còn một loại nhỏ thì cái keo nến này, người ta gọi là keo nến, thì nó nhỏ. Thì đây nó giống như là một cái máy hàn chì các bạn. Thì khi nào mà mình cắm điện vô, dây điện nó thì khoảng cỡ một một mét rưỡi, mình cắm điện vô, thì cái để một lúc thì cái đầu này nó sẽ nóng lên, và khi mà mình ấn cái cò, đây là có một cái cò, ấn cái cò thì nó sẽ đẩy cái keo này đi qua cái lỗ này, thì mình dán vô. Ví dụ như là mình để bắn keo xong rồi mình cắm cắm điện vô, rồi muốn bắn thì chúng ta để vô. À, ví dụ như muốn bắn trên này, mình để vô, mình bóp cò, mình di đi, bóp cò mình di đi, mình di theo cái đường mà mình muốn bắn. Để nếu mà mình vừa bóp mình vừa di đi, thì cái súng này thì nó có công suất là 60W nè. Nó sử dụng nguồn điện từ 100 đến 240V. Đó. Keo này cũng rất là chắc. Kỹ thuật xài thì trước khi xài, các bạn nên bật, nó có một cái ngàm dưới này này. Bật này lên. Bật này lên này. Đó. Bật này lên này. Để sao là tránh tình trạng các bạn mà ví dụ như là mình để như vậy rồi mình bắn keo vô, cái mình để ngang cái này xuống như này, thì một thời gian sẽ keo keo thì keo keo nến này nó sẽ chèn vô trong này này, chèn vô trong này rồi nó dính ra ngoài cái cục nóng này, dính ra ngoài mà chúng ta không thể bắn cái keo này vô được, không thể bắn cái cây này đi vô trong trong được. Vì vậy tránh tình trạng mà hạn chế bạn khi các bạn đang bắn ấy, thì các bạn bỏ này lên để cho nó không có vướng víu. Còn khi các bạn bắn xong rồi ấy, hoặc là để chờ để mà làm bắn ấy, thì các bạn bật này lên và để cái súng này như thế này, và để cho nó vững vàng thôi, nó đổ để cho nó vững, để như này luôn luôn. Cái mỏ này này là phải chúi xuống, tại vì chúi lên nhiều khi á nó nóng quá rồi nó chạy vô trong cái cây súng này thì nó làm hư cây súng này luôn, và hư thì chúng ta mở ra cũng vệ sinh rất là cực, và nhiều khi nó không sử dụng được nữa, không bắn cái cây này vô được nữa này. Thì nó như vậy thôi, cắm xong rồi rút ra thôi, cắm là chạy thôi. Đây. Các bạn nên mua cái súng tốt, nó giá khoảng cỡ trăm ngoài thôi, cái súng này trăm ngoài, súng rẻ thì như bảy mấy sáu mấy ngàn nè, mà các bạn nên mua cái súng mà tốt đó, bắn cho được lâu mà nó cầm nó cũng chắc tay nữa. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau. Nhớ nhé, xài xong bật này lên để xuống, để luôn luôn là để cái mũi này chắc nó cắm xuống nhé, mà đừng để mà nằm như vậy là hư súng rồi. Rồi, xin chào các bạn nhé.